Ok, và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm một group, để một gọi là một chiến dịch. Tôi sẽ add một group tên đó là tặng quà. Sau đó thì tôi sẽ tạo ra một block. Đấy, quà 20 tháng 10 chẳng hạn. À, tôi nhấn vào block và xong bên này thì tôi nhấn vào, tôi sửa nó là quà 20 tháng 10 cho dễ nhớ. Và bây giờ thì tôi sẽ chỉ cho anh chị cách thức chúng ta làm. Việc đầu tiên, đây tách. Tách tức là nội dung. Tôi nhìn cho anh chị làm này. Nội dung. Ví dụ tôi sẽ gõ cái gì vào thì lát nữa khách hàng sẽ nhận được. Ví dụ như là tôi nhấn là chào mừng. À, bây giờ thì mỗi một khách hàng vào thì chúng ta sẽ được quy ước là mình sẽ gọi tên của nó. Thế thì mình không thể gọi tên, mình không biết tên khách hàng là ai cả. Thì mình sẽ phải có một cái bí mật nào đó để khách hàng vào nó sẽ gọi được tên của đúng của khách hàng đấy. Gọi đúng tên Facebook. Ví dụ khách hàng vào là heo mọi đáng yêu thì nó chào heo mọi đáng yêu. Kiểu dạng như vậy. Hoặc khách hàng vào là Linh thì nó chào Linh. Vào Toản thì nó chào Toản thì mình sẽ nhấn chào mừng. Và sau đó thì mình ấn dấu ngoặc hoặc nhọn. Hai dấu ngoặc nhọn và mình ghi là full name. Đấy, đây là sẽ tên của nó. Đây là tên của khách hàng khi bước vào fanpage của mình. Đã kết nối với đã chào mừng, đã kết nối hoặc là đã tham gia hoặc là đã kết nối với. Ví dụ như tôi đang là Trần Toản thì Trần Toản tức là với tên của mình. Tôi có một món quà nhỏ dành tặng bạn. Đấy, ví dụ như vậy. Tiếp theo. Nhìn lên trên bảng. Dành tặng bạn. Tiếp theo này. Tôi sẽ giờ nhấn vào typing, tức là typing là sẽ là dấu 3 chấm. Khi mà khách hàng vào nó sẽ chấm 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 chấm. Có nghĩa là khi bạn chat với ai đó, giống như lúc mà đang chờ ấy, dấu 3 chấm nó nổi đường dưới ấy, giống như người ta đang gõ ấy, thì nhìn nó thật, nó không bị ảo. Rồi tiếp theo nữa, tôi sẽ cho vào đây là một hình ảnh của món quà. Hình ảnh là image ngay bên dưới, tôi kéo nó vào. Tôi kéo hình ảnh vào. Và khi kéo hình ảnh vào xong thì việc của tôi sẽ là add cái hình ảnh vào. Xem là món quà đấy là gì. Bây giờ thì tôi sẽ phải tìm được món quà. Tôi sẽ lên mạng tôi search quà 20 tháng 10. Mình sẽ tặng cái gì thì mình cho hình ảnh cái đấy vào. Các bạn tặng cái gì, ví dụ nó son đi. Và tặng một thỏi son đi hoặc là gì đi. Đây, tôi ví dụ tôi tặng này. Để mình hút khách hàng đến. Đây, tôi ví dụ là tôi tặng thỏi son. Thì tôi sẽ lưu son về. Tôi có một món quà nhỏ để tặng bạn. Đấy, son. Sau đó thì tôi sẽ ghi xem là đây là món quà này là gì, trị giá bao nhiêu tiền. Đây là món quà son son gì đấy trị giá bao nhiêu tiền, nó sẽ giúp bạn tự tin cái gì đấy nhé, hấp dẫn với bờ môi căng mọng mà bất kỳ chàng trai nào cũng muốn cắn vào nó.
cắn phập. Tôi ví dụ như vậy. Hãy để lại thông tin để nhận nó. Tiếp theo, các chị để ý đến bảng này. Tiếp theo, sau khi mà ghi nội dung để khách hàng nhận thì chúng ta sẽ đến một cách tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ điền thông tin, chúng ta sẽ hỏi thông tin của khách hàng. Lúc này chúng ta sẽ hỏi thông tin của khách hàng. Ví dụ như là họ tên của bạn là. Họ tên của bạn là. Quên mất, sorry, tôi chưa hướng dẫn thì tôi đã làm rồi. Chúng ta sẽ hỏi thông tin của khách hàng bằng việc là chúng ta sẽ tìm vào cái thẻ tên là User Input. Tức là thông tin khách hàng sẽ nhập vào User Input. Chúng ta có thể kích hai lần vào đấy hoặc chúng ta cầm kích chuột phải. Chúng ta kéo sang. Bây giờ các chị nhìn vào tin đó mình chỉ thực hành, mình chưa cần phải thực hành ngay đâu. Chúng ta kéo sang. Chúng ta ghi là họ tên của bạn là. Bên này chúng ta sẽ ghi cái trường, đó là họ tên thì chúng ta sẽ ghi trường là họ tên. Viết liền không dấu. Tên. Tiếp theo chúng ta sẽ hỏi số điện thoại của bạn là. Số phone của bạn là. Chúng ta sẽ ghi điện thoại. Viết liền không dấu. Viết thường. Thì đây là chúng ta sẽ hỏi thông tin của khách hàng. Hỏi thông tin của khách hàng. Sau khi hỏi thông tin của khách hàng xong, chúng ta sẽ test xem là cái này nó chạy chưa. Nó sẽ chạy như thế nào. Và các anh chị nhìn thấy test. Muốn test nó chạy như thế nào thì các anh chị nhấn vào cái đường link bên trên. Đó là Active Link. Active Zip Link. Và bây giờ là việc của mình sẽ kích vào cái đường bên dưới. Xem nó chạy chưa. Để mình còn biết là mình sửa cái chỗ nào cho nó hợp lý hay chưa hợp lý. Sau khi nhấn vào thì mình sẽ nhấn vào bắt đầu thử xem nó chạy chưa nhá. Đây. Khi kích vào phần thì nó sẽ tự chạy. Vì mạng nó chậm quá, kích mấy lần thì nó chạy mấy lần luôn. Chào mừng Trần Toản kết nối, tôi muốn món quà. Hình ảnh món quà, đây là món quà gì? Họ và tên của bạn là. Thì tôi sẽ trả lời ví dụ như là Trần Toản. Nó sẽ hỏi tiếp số điện thoại này. Số điện thoại của bạn là. Mình chẳng phải làm gì cả, con tự động nó hỏi 03668. Ví dụ như vậy. Ok. Và đến bây giờ thì mình bắt đầu làm nhá. Rồi dừng dừng cái video lại.
Đây là video, gọi là video,